thường trụ Tam Bảo, con xin phép Tam Bảo chư Phật Bồ Tát, con xin phép các ngài pháp, con là Nguyễn Thị Phương phát danh diệu thiện, con xin phép trì tụng bài kệ trong phẩm kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phẩm thứ 12 ạ. Lúc bấy giờ Đức Phật liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, trời người lễ ích sự không ngần, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ, chỉ tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột già, lớn khôn nghe đến đều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương, chiêm lễ biệt chẳng đành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng ra mau, nếu được công lui lòng kính ngưỡng, thành ký Bồ Tát vuốt đầu trao, Bồ Đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi cõi tử danh. Người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chiêm lễ đại sĩ hình, nghe tên quy y đứng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chứng chẳng hề ngăn chứng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tay ách, giờ lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn rớt mất. Người này nghiệp chứng nó làm mê, học đại cửa cửa kinh khó mọi bề, y phục cúng ăn các ngọa cụ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bể trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, danh lòng ân trọng cử ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng rối luống, trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện, tức rồi liền đặng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nhỏ khổ lại ốm đau, cửa nhà họa hoạn người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác thể tiêu ngay, nhân đến chiêm bao đều ăn cả, vị thần phò hộ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan vốn không lường, sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng, quan âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó. Trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi, rộng tên đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dâng y phục, trăm nghìn báo điệp hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi pháp giới, rút giáo thành Phật sanh tử khỏi. Quán Âm nên biết gắng tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Dạ con xin được hồi hướng hết công đức học thuộc bài kệ này cho tất cả chúng sanh trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn phước đức, có nhân duyên với Tam Bảo, Địa Tạng Bồ Tát và sớm khởi tâm báo hiếu báo ơn các ngài, cung kính các ngài và sớm được các ngài độ thoát cho trong tương lai. Dạ con xin hết ạ. Ha ha ha,